Tiếp tục chuyên mục hôm nay ăn gì thì hôm nay thì Kiên sẽ cùng đưa quý vị chúng ta hãy cùng đi sang chợ Xã Tây để khám phá một trong những cái món ăn rất là nổi tiếng của người Hoa, đó là món hủ tiếu xào, hàu chiên trứng rồi món bột chiên. Ở đây thì cô chú người Hoa đã bán được gần 40 năm ở Sài Gòn các bạn nhé. Cứ vào buổi chiều tầm khoảng là 17 giờ thì các bạn đến đây phía đằng sau chợ Xã Tây thì các bạn sẽ thấy cái xe bán bột chiên, hàu chiên của cô chú ở đây. Thì ở đây với lại rất là nhiều món, không chỉ là bột chiên, hàu chiên mà còn có hủ tiếu xào, rồi nui, rồi các cái món ví dụ như là các cái món ví dụ cơm chiên Dương Châu đó. Thì các bạn có thể tha hồ lựa chọn để khám phá những món ăn ẩm thực của người Hoa. Giá cả thì từ 25 ngàn cho đến 70 ngàn là cái món hàu sữa chiên trứng là món cao nhất các bạn nhé. Cô chú ở đây rất là dễ thương, nấu ăn với phong cách của người Hoa. Các cái món ăn của người Hoa thì có lẽ là các bạn thấy là đặc biệt là cái món bột chiên này thì hơi nhiều dầu mỡ nên là các bạn nếu mà lâu lâu ăn thì được, còn nếu ăn nhiều quá thì nó cũng hơi ngán ha. Đó, thì các bạn đã nào đã ăn ở đây rồi thì có thể là để lại cái cảm nhận của mình bên dưới phần miêu tả video này nhé. Và các bạn góp ý cho Kiên để Kiên làm những video sau hay hơn. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.